birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Cái xấu này không có đèn. Không có nến. Thì không có nến đâu. Nến nó bị tắt ngủ rồi. Em cố gắng đi ra đây mà nó không có ấy được. Chồng đây, vô. Giờ để em đốt lại lên cho anh. Cái này nè, cái này cho nó không có gió. Anh thấy em chọn màu xanh giống khu vườn hả nào? Hôm nay bận biểu quá, không có thời gian nhắn tới sinh nhật đâu. Với lại nhà mình nhỏ quá, mình không có giấu bánh kem ở đâu được hết. Mình về mình phải khui ra liền. Giấu gì cũng vậy nè. Em quên bất ngờ đó. Thôi. Bất ngờ. Nó cứ tắt hoài à anh ơi, nãy giờ em không có mang ra được á. Đốt lên kia. Sáng rồi xong nó tắt nữa à. Cầu nguyện hả? Rồi anh cầu nguyện đi. Đây, cái dao của anh đây. Để này đi cắt cho đi biểu hành thiện thực. Để ngoài khu vườn luôn. Để ngoài khu vườn cắt cho đi biểu hành thiện thực. Happy birthday to you. Happy birthday. Con cái dâu này vô thiệt hay vô giả vậy em? Vô thiệt á anh ơi. Sao dâu thiếp sọp hả? Dâu chắc là dâu bằng xốp, bằng bánh bánh xốp quá. Dâu nhà làm như ngào ngào mất hay gì em mày. Đúng hả? Chắc vậy chứ làm sao để lâu được anh. Để lâu nó quá rồi sao. Ăn cái trở thành hiện thực luôn anh. Ăn hiện thực. Ăn không? Cho em cái. Anh ăn trước đi. Có đó ngọt lắm không? Nhìn anh mấy giống mấy đứa nít quá à. Đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Thì cái đồ chơi của họ là lớn theo thời gian thôi. Đồ chơi là gì vậy? Đồ chơi nào? Ở chơi siêu nhân, lớn lên thì không khác. Để cây. Dâu này như người ta ngào gọi em ơi. Bánh kem xong mà giờ mình có quà nữa nè. Đây là quà tặng của anh. Anh tưởng đâu là một cái hộp cây chứ. Đây nãy bên đây cái cây giờ qua đây rồi. Giờ lắm đây nè. Bự quá không biết để đâu. Ở cái này em nhìn tưởng đâu là chậu đá không anh. Cái này là chậu mũ cả nhà. Nhìn giả đá. Giờ anh tỉa nữa không phải không anh? Tỉa ra phải không? Anh nói chiếc nè, bù không bù bự lắm, anh chiếc ra nè. Cái này lá nó bị vàng quá nè anh. Bữa giờ về thay đổi môi trường á. Đâu món quà của em ngon không? Ngon hơn cái cây không? Không, không ngon hơn cái cây. Giờ cái cây ngon hơn. Cái cây ngon hơn. Cái cây còn hoài. Còn nó uống chút xíu hết rồi. Món quà của anh hết rồi, anh có muốn uống tới món của em không? Thôi, uống nhiều quá không. Dư đường. Cái này người ta làm cũng lạc lạc, cái đâu có ngọt lắm đâu anh. Em phải bỏ vô cái hộp. À, vậy anh khui ra hả? Xong cái anh thấy hồi hộp, anh suy nghĩ, anh tưởng wow, chắc là cho mua cho mình cái cây rồi. Đó, anh ta phải có hy vọng rồi, sao anh ta có thất vọng. Chứ em để cái nó nằm trần trụi đó là biết rồi. Này không còn hy vọng nữa. Để cho hy vọng rồi, mà xong rồi thất vọng rồi. Nói chứ bữa giờ hả, anh đầu tư vốn nhiều quá rồi. Nên là giờ hôm nay điều ước của anh sẽ không thành hiện thực nữa. Mình ngưng nhập cây, đợt này mình ngưng rồi. Nhập như đó thôi. Giờ chuẩn bị bố trí lại rồi ít bữa mình lên bảng là bán được rồi. Bán được không nhập nữa ha? Đúng rồi, bán được thì mới có món quà là một cái cây. Hiện giờ bán không được là một cái cây đít. Có họ nó tung vô trong cái mấy nhánh lá tuốt ở ngoài chót ra đứng nó hoài kêu lên cũng lên tưởng đâu nó bị lầy. Cái này đẹp đồ ăn ra kêu thì nó lên nó mới như lên. Nó mát không mẹ? Chứ nó chậm chứ. Ừ.
Rồi, mở đầu video xin chào quý bà cô bác anh chị và các bạn đang xem trên kênh Cuộc Sống Bây Giờ nha. Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay sinh nhật mình, không biết mẹ mình với vợ đãi mình món gì. Thấy mẹ đi cá chợ nè, mua miếng sườn nè, hầm củ nè cho con ăn nè, rồi cá chốt cái kho khô nè, rồi cái này thì làm chả thì là nè, rồi. Ủa vậy là món ăn bình thường mà giống sinh nhật dữ chưa? Thì thôi nhiêu đó được rồi đó con, vậy là quý rồi đó con. Năm rồi có tổ chức linh đình luôn. Năm nay mình bận với bận làm vườn á, nên không có làm gì hết, không nhớ luôn mà. Sáng tiên mua cái bánh kem về mới nhớ đó. Với lại em nhớ thì em không nhắc anh, tại vì năm nay anh bị đau bao tử, anh đâu có nhậu nhẹt được nữa. Mà dụ bạn tới không lẽ không muốn. Vậy là nhớ giấu luôn không? Đúng rồi, giấu luôn. Dụ bạn tới mà không muốn kỳ lắm. Dạ, này cái chốt chính, cái chốt này mình thấy không? Cái chốt cái bóng này. Còn này là sườn nấu rau củ hả? Ừ. Này là cá thác lát, cá lát nấu với thì là chiên. Thì là này hôm bữa mình hái vô để tủ lạnh tới ngày. Cái gói ha. Thơm ghê. Sọc lên đã rồi. Mưa mà đụng hôm qua làm cái đùng ghê không? Ừ. Trời ơi. Ngày hôm qua mẹ nằm đây nè, bắt điện thoại làm một cái hết hồn tắt chạy đi chứ. Đó chuyện nó ấy mà gì mình nghĩ đùng vậy là xong rồi đó. Thầy ớn thì trời, làm một cái thì ớn. Cái đùng vậy là đã đánh xong rồi đó. Ừ. Tại vì cái âm thanh nó đi sau ánh sáng. Và không coi trên đài người ta chỉ là khi mà mình thấy chớp chớp đúng không? Nhán sáng chân lên đúng không? Ừ. Là phải đếm thầm trong bụng, đếm 1 2 và đếm tới 30 là nó xa mẹ là 30 cây số. Còn nếu mà nhán một cái là đụng liền á, là sát bên á. Nghe chốt một cái là mẹ niệm Phật rồi. Hồi đó không biết thấy nhán sáng sợ. Mà nhán thì đâu nghe tiếng đùng đâu, là nó nghĩa là cái xét nó xa mình dữ lắm. Hồi đó đâu biết, sợ thấy nhán chưa nhà. Nước mà ruộng mà thả nước vào sông á, đi heo cống á, vô cái lưới cái ngồi gỡ rồi nó đâm heo luôn á. Hôm đó anh Quy mà dài một lần đó. Chốt khác chứ không phải trong này, chốt giấy, chốt này không chốt gì. Rồi để đây cho thấm gì, ớt, chả, cá. Các lát lát này cả nhà, thì là hành lá, rồi hành tím, rồi muối, bột ngọt, rồi quét lên, dai, rồi chiên ăn. Sáng mới ăn cá điêu hồng chỉ gì cá tư tượng chiên này, giờ ăn cá thắng lát chiên. Đây cái nữa, mắc cười đám cưới bên cô lại qua, mấy cô trên ăn vàng xuống. Không biết học hủ đường để hủ bột ngọt. Quay ly cà phê sữa vô cái coi cái chạy sao mắc nói quá vậy nè, tăng gịnh vậy. Chứ chừng dòm lại bột ngọt bỏ hết trơn mấy ly hả? Đó đó, nói sao nó tanh quá vậy nè. Nhìn ra bột ngọt. Hết dĩa rồi, nhà hết dĩa rồi. Kem trà xanh mẹ phái rồi. Cái ủa cái này mình đặt hay là người ta làm sẵn? Thường mấy cái bánh đơn giản người ta làm sẵn. Còn nếu mà mẹ muốn năm rồi là đặt, năm rồi vẽ, đặt vẽ hình nông dân cày. Sinh nhật năm rồi làm anh hình nông dân, năm nay làm nông dân trồng cây luôn. Bầu trời hôm nay ở chỗ mình, bên đây là mây xanh cao đó, ít đen cái nữa, đen thui luôn, thấp chủng. Mưa sắp tới à. Mà mát mát vậy à, khỏe người. Mà mưa xuống cái dơ chứ nó ngập nhà quá. Ừ, lâu lắm rồi, mấy chục năm. Bạn này
Hồi đó nhà mình cũng có cây nè, trước đây nè. Xong rồi lúc làm nhà cưa. Mà gỗ này bàn này nó đâu có kinh giá trị kinh tế nhiều. Cái bàn này tại nó cũng không có, bên kia cũng có cây nữa kìa. Trước nhà mình có cây lớn như nè, nó cao lắm, chim mình lúc đó làm ổ nhiều. Chim dòng dọc nó là bậc thầy trong việc xây dựng á, làm ổ đẹp lắm. Mà mấy ổ cây con chim đó là toàn là làm trên cây cao, thì cao có ong có gắn nào nhiều. Ủa vậy gắn nó lại nó ăn cái ổ chim sao? Dễ gì vô được. Bằng đồ quá là có. Nó có nó xây cái ổ hay lắm. Nhiều khi nó làm ổ giả nữa. Cái ổ nó đẹp. Tiên đâu dễ dụng tiên biết. Con là con không biết ổ chim rồi đó. Đẹp lắm. Hồi đợt mình đi bên Bến Tre có mấy cây treo lủng lẳng bên bến sông đó. Nhưng mà cái cây đó là cái ổ đó là ổ giả thôi. Có nghĩa là con chim vòng dọc nó xây xong rồi. Nó xây đẹp vậy đúng không? Nhưng mà nó đẻ xong lứa là nó bỏ cái ổ đó nó chứ nó không xài lại. Rồi bắt chảo lên kia đi. Mấy chảo bự cho nên người ta khai thác mấy cái ổ đó gì ta treo để trang trí cho đẹp. Ừ. Đẹp thiệt chứ hồi đó mình neo thải. Cái ổ chim đực khác, ổ chim cái khác nữa. Chim đực là để ảnh ngủ thôi, nó làm như cái bình vậy, nó có cái độ chỗ để đậu thôi. Nhưng còn mà chim cái thì nó có tổ. Vụ cái ổ mà cái đực á. Nè, đây cũng có ổ chim nè, chim sắt. Đây đóng hoài luôn. Hồi nhỏ mình lúc nhỏ phái chim đi bắt chim đồ hốt ổ chim, có một đợt mình hốt ổ xong cái kiểu như thăm tới thăm lui, thấp nhà leo lên xuống thăm biết cái bỏ tổ. Ngày hôm đó trời mưa ngập chết hết mấy con, lên thăm thấy rồi thôi bỏ luôn. Hồi đó con mà nhỏ là con hay thấy ổ chim nào lúi ra là vớt ổ đó. Cái tới giờ là không hốt ổ chim nữa. Coi nó thấm ngọt. Em đâu cần phải làm vậy anh. Hả? Đây anh chỉ cho làm nè. Múc cho anh một giá đi. Rồi bỏ giá cho anh. Vậy nó lẹ nè. Đúng không? Nó cần phải ngồi nắng như chi cho cực. Nè. Em bỏ vô đi làm cho. Nhúng bỏ những văn luôn. Rồi bỏ vô. Nào. Quên chảo mình chảo không dính. Em sợ ép nó dính cái chảo. Nè. Nhà tới 4 cái bếp nấu 3 món. Còn thiếu cái bếp. Bếp kia món xào nữa là đủ 4 bếp luôn. Gió hay gì? Mưa xuống. Rồi tắt lửa để ớt khỏi đi tiêu. Miếng này được hả? Mà không biết là nó không có giòn lắm anh ha. Không, cái rác đâu có giòn. Không giòn. Ừ. Chiên nó mềm nó dai thôi. Chiên nóng nó phồng lên như cái hồi nó teo lại. Mày nhìn màu, nhìn màu về được chưa mẹ? Dạ, chúng mình xin. Được một dĩa. Mấy cái tỏi ngoài nó cháy cho anh nè. Ừ. Một món kho. Một món chiên. Mẹ cho con xanh nè. Có hôm mẹ thấy dĩa nhỏ anh vừa hết sức luôn mà không có giống màu này. Khác. Đâu nè? Bán đồ sổ nè.
rồi mời cả nhà cùng ăn cơm nha. Mời cả nhà dùng cơm. Bốn món. Cơm gồm có món mặn, món chiên, món canh và một món tráng miệng. Ăn này kìa. Ừ, cái ngon quá. Này tráng miệng hay khai vị cũng được nè. Cá ngon, dai, thơm cả nhà. Ốp dừa ăn quá. Dạ. Ngon thanh dừa dừa á mẹ. Mẹ ốp chỉ nhiều ra thôi chứ còn một thau. Nó quen rồi. Thau bự bỏ hơn chứ không dừa. Ngon quá. Cá nó dai mà gắn vô thơm. Ừ, thanh nè. Thơm mùi thì là trứng bự luôn nè. Ừ, béo. Chụm tay nó mỏi đây kìa. Chứ nó nóc mà. Ừ. Nắng rồi mưa, mưa rồi nắng. Mấy cá này ăn cá trứng được nè. Nó nhiều, không bị sợ tuyệt chủng. Hàm cứng. Mày đi đi ngồi cái. Bung cái bàn hàm răng ra. Cơm xong mà mẹ vô mẹ phụ chà cái này. Này chắc phải sơn lại. Sơn thôi chứ không cần dán gạch. Cái này là cái hơi bức thường thường hàng rào của bên hàng xóm tao làm. Thì Hương nay còn tiếc ngày công cho nên đi làm. Sớm định giờ lại ngày khai trương nữa chứ. Mẹ la nữa. Đã ấn định ngày rồi tại giờ. Tự nhiên Huy đang làm cái bảng, cái chân bảng. Đây là cái kệ, cái bàn. Đây là để cái nồi, đây đó là để thịt, đây là để rau. Còn cái nữa hả? Là bốn cái hả? Sắp tới mình có ý định là mình sẽ làm thiết kế tại nhà, nhận làm thi công bảng hiệu quảng cáo cả nhà. Mới làm thôi, mới biết chạy rồi thi mang ra thông rồi. Đẹp chứ bộ, nhưng mà cái ở trên nó đang bị cấn cấn ha. Ở trên nó làm nó bị thiếu cái ống làm biếng, lửa ra để vô luôn. Giờ nó hơi cấn cấn trên này rồi, phải cắt cái này thiếu cả nằm nhọt là khủng luôn. Chị chủ quán đi làm về rồi, mai nghỉ chưa vậy chủ quán? Anh đang bán cây cho anh Huy hả anh? Không, mua giờ mà. Trời ơi, tưởng là anh bán được cây nào hả? Chưa khai trương mà bán được rồi chứ. Mua cây bonsai. Rủ anh Huy ra xem thực tế, mua cây thực tế ở ngoài showroom của mình đi anh. Để em xây lên coi làm sao, em có làm chậu đem đây để giới thiệu.
thấy đẹp cái là hỏi đâu vậy? Ủa chị Hương, sao giờ từ bên kia bên này thôi hả? Giờ từ bên này qua bên này thôi hả chị? Vậy thôi không, để lại luôn bây giờ chị ạ. Để quét. Giỏi quá mẹ. Mày hay lỡ đây nè. Mày hay lỡ với bên nè. Bỏ là anh bỏ cắt sắt chị với không. Mày thẳng lên để vậy đấy. Mày tới xéo vậy. Mày xong anh đổ kia. Sáng là ông này trước. Nặng cho ba thấy mình bán gì để kia. Mày chưa tao biết bán gì. Mày xong rồi anh đi cắt cái bàn mà bàn đó. Mặt bằng dọn xong cái rộng rãi luôn cả nhà. Cổ này ngang nhiêu hết bà? Bà ngang nhiêu? 7.5 hả? Ngon lành. Giờ còn thiếu một vài bóng đèn cho nó sáng lên cái quán. Bàn không thấy mà thấy chột gác quá trời. Giờ chơi trầm thẳng dày. Bà cũng mua cái này, mua túi đen á. Đúng rồi. Mua túi đen lại sẵn nó bấm nguyên cây gì là kéo ra có giờ trồng gì đó. Cái loại như bà bọc mà em ra ngoài á, nhưng mà màu đen. Designer này quánh chữ lỗi phong mà không hay đâu, mình mà nhìn bữa giờ mình cũng không để ý nữa. Này là cái phong chữ nó chưa có việc quá hết á, cho nên cái mông này nó bị lỗi chữ, bữa giờ mình cũng không để ý luôn. Vậy là còn hai ngày nữa sẽ khai trương rồi. Cảm ơn cả nhà theo dõi video ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video ngày mai. Chào tạm biệt cả nhà nha.